goce. Rumor en las voces que te pones sata después de las 12. Tu novio se enfurece, pero se lo merece, porque tú eres maldita, naciste un viernes 13 en el 2014. Chào mọi người, mình tên là Quỳnh Thi, hiện tại mình đang là giáo viên ở Sài Gòn Dance. Mình đang dạy bộ môn dance cover cũng như là bộ môn nhảy hiện đại. Và đây là Hi, mình là Luna. Mình là một giáo viên dạy đa thể loại ở Sài Gòn Dance. Hôm nay là buổi thứ 7 rồi đó. Tụi mình sẽ làm gì Thi? Hôm nay Thi và chị Luna sẽ hướng dẫn cho mọi người động tác kết hợp giữa tay và chân lại với nhau. Và let's go. Hôm trước thì các bạn đã được học động tác tay riêng và động tác chân riêng rồi. Hôm nay Thi và chị Luna sẽ hướng dẫn cho mọi người kết hợp động tác tay và chân lại với nhau. Thì chúng ta khi mà kết hợp động tác tay và chân lại với nhau, chúng ta cần lưu ý một điều, đó chính là tay và chân của các bạn sẽ cùng một nhịp. Nhớ giùm Thi ha, cùng một nhịp ha. Rồi bây giờ mình sẽ đi cái động tác hôm trước các bạn đã đập động tác tay bốn góc rồi đúng không ạ? Hôm nay chúng ta sẽ cùng kết hợp với chân. Đầu tiên các bạn đứng xéo một góc cho Thi. Xéo góc cho Thi. Rồi chúng ta cùng bước cái chân phải lên trên giúp Thi nè. Bước chân 1, tiếp tục 2, tiếp tục 3. Mình khép cái chân về là nhịp 4. Làm lại với Thi nha. Mình bước chân phải lên trên 2, 3, 1, 2, 3, khép về 4. Rồi mình đổi chân ha. Mình bước chân trái lên 5, 6, 7, khép về 8. Ok, bây giờ mình sẽ kết hợp động tác tay với chân lại với nhau. Các bạn nhớ giúp Thi là tay với chân cùng một nhịp ha. Động tác tay của mình sẽ là bốn góc nè. Tay đưa lên cao 1, dang ngang 2, đưa xéo 3, và khép về 4. Bây giờ mình kết hợp động tác tay và chân. Bước tay lên 1, dang ngang nhịp 2, xéo xuống nhịp 3, và mình cùng khép tay về chân về 4. Rồi mình đổi bên luôn. Tay lên cao 5, ngang 6, xéo 7, và khép vô 8. Rồi mình làm lại một lần nữa nha các bạn ha. Nhớ là tay với chân cùng một nhịp giúp Thi. 2, 3 lên. 1 tay xéo, 2 tay ngang, 3 tay xéo, 4 khép về tiếp tục, 5, 6, 7 và 8. Động tác số 2 thì các bạn nhớ giúp Thi là động tác tay của các bạn phải chắc gọn gàng, đi nhanh giùm Thi ha. Rồi hai cái tay mình chéo nè, tà đưa lên cao 1, chéo tà xuống dưới 2, tiếp tục tà lên cao 3, chéo tà xuống 4, lần nữa ha. Em 5, em 6, em 7, em 8. Rồi chân của chúng ta mình sẽ bước qua phải và qua trái ha các bạn ha. Bước chân phải qua 1, khép chân vô 2, chân trái bước qua 3, khép chân 4, tiếp tục qua phải 5, khép 6 và 7, khép 8. Rồi bây giờ mình sẽ kết hợp. Đúng rồi, mình đi chậm trước xong rồi mình đi nhanh. Ok, cảm ơn cô Bina đã nhắc Thi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng ghép động tác tay với chân lại với nhau. Các bạn nhớ giúp Thi là lần đầu tiên mình đi chậm, lần thứ hai mình đi nhanh ha. Bây giờ mình đi chậm nè. Tay lên cao 1, 2 là mình đi hai nhịp ha. Sau đó mình khép xuống 3, 4. Chân khép là hai tay của mình giữ góc xéo ở dưới thấp giúp Thi luôn. Tiếp tục mình đi ngược lại qua bên trái 5, 6 và mình khép xuống 7, 8. Rồi bây giờ mình sẽ làm động tác giống y như vậy nhưng mà mình đi nhanh hơn ha. Bước chân ngang nè, 1, mình khép chân vô là nhịp 2, qua trái nhịp 3, khép vào nhịp 4, tiếp tục 5, 6, 7, 8. Rất là tốt. Bây giờ mình sẽ kết hợp động tác chậm và động tác nhanh lại với nhau ha. Các bạn cùng đi với Thi nha. Mình sẽ đi chậm trước, sau đó là mình sẽ đi nhanh luôn. Rồi đi chậm nè, 5, 6, 7, đi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rất là tốt các bạn. Mình sẽ có lướt sang phải, lướt sang trái, lướt lên trên và lướt xuống dưới. Nào, bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nha. 2, 3, lướt 1, 2, lướt 3, xéo lên and lên trên and xéo. Mình sẽ qua động tác thứ 3 nha mọi người. Chuẩn bị. Thì động tác thứ 3 mình sẽ kết hợp giữa việc lướt chân và tay kéo. Bây giờ mình sẽ bắt đầu vào phần chân trước.
phần chân á thì mấy bạn đã được học rồi đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ ôm lại thôi nha. Chuẩn bị 2 3 lướt 1 2 lướt 3 xéo lên bùm tắt xéo lần nữa ngang 1 2 3 4 xuống 5 6 7 8. Rồi, mọi người vẫn còn nhớ phần chân mà đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ kết hợp thêm phần tay. Mọi người lưu ý nè, phần tay của mình á, mình sẽ dùng lực kéo ngang qua ha, từng tay. Rồi mọi người ráng cố gắng siết cơ bụng để cho mình kết hợp tay và chân có thể giữ thăng bằng được nha. Tay của mình á, thì mình sẽ dùng lực của mình kéo qua, kéo qua. Rất đơn giản đúng không mọi người? Rồi chúng ta bắt đầu 5, 6, 7, đi 1, 2, 3, xéo lên 5, 6, 7, xéo lên ngang 1, 2, 3, xéo xuống 5, 6, 7, 8. Mọi người làm tốt quá. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang động tác thứ tư nha. Rồi, động tác thứ tư là chúng ta sẽ xoay. Chân xoay thì mọi người cũng đã nhớ bài rồi mà đúng không? Mình sẽ có tay trước. Rồi, tay á, mọi người có thể để ý giùm Buna một chút xíu. Là tay của mình sẽ dùng hai tay nè. Dùng hai tay mình kéo lên nha. Rồi mình đẩy xuống thôi. Kéo lên và đẩy xuống. Mình sẽ có nhịp là như thế này. 2, 3 lên 1, 2 xuống 3, 4 lên 5, 6 xuống 7, 8. Rất đơn giản đúng không? Rồi chúng ta sẽ cùng ôm lại phần chân. 2, 3, nhảy 1, 2, xoay 3, 4, 5, 6, 7, ngược lại 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wow! Và sẽ rất đơn giản nếu mình kết hợp phần tay và chân với nhau. Khi mọi người đã hiểu rõ động tác tay, hiểu rõ động tác chân rồi, chúng ta bắt đầu nha. 5, 6, 7, đi 1, 2, xoay 3, 4, tiếp 5, 6, 7, đổi bên 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wow, chúc mừng mọi người. Mọi người đã làm xong động tác thứ tư rồi. Thì ơi, hôm bữa thì có nhớ là thầy Huy á, có nói là mình phải xài lực rồi xong là phải xài lơi trong cái động tác tay đúng không? Đúng rồi. Vậy thì hôm nay chúng ta sẽ có cô Huy mạnh mẽ, cô Na dịu dàng. Ok, tiếp theo là động tác dùng lực. Khi mà các bạn dùng lực thì các bạn nhớ giúp Huy là nắm đấm của mình nó phải chắc chắn, động tác chắc chắn. Khuỷu tay các bạn đưa cao lên giúp Huy ha. Rồi bây giờ mình sẽ kết hợp động tác tay và động tác chân nè. Các bạn bước cái chân phải ra giúp Huy và dậm xuống. 1 2 Rồi mình dậm chân bên trái. 3 4 Bây giờ mình sẽ đi nhịp nhanh hơn ha. Bên phải 5 Bên trái 6 Bên phải 7 Bên trái 8 Rất là tốt. Bây giờ mình sẽ kết hợp chung với động tác tay. Huy sẽ chỉ các bạn động tác tay ha. Hai tay các bạn co lên giúp Huy nè. Đồng thời cái ngực của mình các bạn hơi ưỡn ra một tí. Tiếp theo các bạn đấm cái tay ra phía trước là cái người, cái xương ức của mình sẽ hơi hóp vô. Hùng. Ok. Rồi mình đổi bên ha. And hùng. Được chưa? Rồi bây giờ mình sẽ đi nhanh nè. And 5 bên trái, 6 bên phải, 7 bên trái, 8. Rất là tốt. Động tác tay rất là tốt, động tác chân rất là tốt. Bây giờ mình sẽ cùng kết hợp lại với nhau ha. Các bạn nhớ giúp Thi là tay với chân sẽ cùng một nhịp giúp Thi ha. Rồi hai chân các bạn khép lại giúp Thi. Rồi bây giờ mình sẽ cùng kết hợp tay với chân. Bước chân và đấm tay ra. 1 2 Đổi bên. 3 4 Bây giờ mình đi nhanh. 5 6 7 8 Rất là tốt. Bây giờ chúng ta sẽ kết hợp cảm giác lơi rồi cả tay và chân cùng với nhau. Cảm giác lơi của mình á, mọi người nhớ là mình phải nhẹ nhàng thoải mái và để ý đến phần cổ tay nha mọi người, để cho mình có thể lơi từng phần của tay của mình thoải mái ra, thật thoải mái. Bữa nay chỉ cần mọi người như vậy, điểm chạm nhẹ và mình bung lên cao, sau đó mình hạ xuống và mình hạ xuống ở nhịp 4 và mình chạm ở nhịp 1. Thử nha. 2 3 1 2 3 4 Rồi sau đó chúng ta sẽ nhìn sang bên phải cộng với tay của mình mở ra. Mình mở lòng bàn tay ra nha, để cho cảm giác của mình lơi hơn. Rồi chân của mình đổ trọng tâm về phía bên tay phải. Rồi 2, 3, 5, 6. Sau đó chúng ta làm ngược lại, chân đổ trọng tâm về phía bên tay trái và đưa tay phải 2, 3, nhìn qua. Rồi mọi người, chúng ta bắt đầu làm lại 5, 6, 7, 2 lần nha. 1, 2, 3, 4, nhìn 5,
6, nhìn lần nữa nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Và cuối cùng chúng ta có một dáng kết, mà có thể là một cái dáng khoanh tay nè, hoặc là một cái dáng mở tay nè, hoặc là bất kỳ dáng nào mà mọi người thích. Thử nha. Tụi mình sẽ kết hợp cả lực mạnh và lực lơi chung với nhau, và có cả dáng kết nữa. Chuẩn bị nha mọi người. 5, 6, 7, đi. 1, 2, 3, nhanh hơn. 5, 6, lần nữa. Ha, ha, bùm đi, bùm tắt, bùm lơi nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lần nữa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, kết nè, thành ha. À, cảm ơn mọi người làm tốt lắm. Hey, như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong hết 6 động tác rồi. Hãy cùng Luna và Thi ghép nhạc nha. Lưu ý là chúng ta sẽ có một bài nhạc chậm, một bài nhạc nhanh. Có thể ghép nhạc mà kết hợp tay với chân lại với nhau. Và cảm ơn mọi người đã cùng tập luyện với Thi và chị Muna. Mọi người hãy nhớ like và subscribe kênh của Sài Gòn Dance nha. Bye bye.